Theo thông tin từ Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chỉ trong 9 tháng, Việt Nam đã chi 230 triệu USD nhập khẩu các loại rau quả, chủ yếu là mặt hàng trái cây. Còn tính hết tháng 9 năm 2022, kim ngạch nhập khẩu nhóm mặt hàng này lên tới 1,49 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ. Trung Quốc hiện vẫn là nhà cung cấp rau quả lớn nhất cho Việt Nam, tiếp đến là Mỹ và Australia. Thời gian gần đây, các loại trái cây nhập khẩu được bày bán la liệt khắp siêu thị, cửa hàng, tràn ra cả chợ truyền thống và chợ mạng. Đang nói là một số loại trái cây vốn khá đắt đỏ, nay giảm dần về mức bình dân, thậm chí là siêu rẻ. Tại một số cửa hàng trái cây hay siêu thị ở Hà Nội, táo NV size 5 quả 1 kg có giá chỉ 79 đến 85.000 đồng 1 kg. Size 3 quả trên 1 kg, giá cũng chỉ 99.000 đồng 1 kg. Đây được xem là mức giá rẻ nhất từ khi loại quả nhập khẩu này xuất hiện tại Việt Nam, bởi NV luôn là loại táo có giá đắt đỏ, dao động từ 150.000 đến 250.000 đồng 1 kg, có thời điểm lên tới trên 300.000 đồng 1 kg. Ngoài ra có những loại táo bán với giá rất rẻ như táo Kiku size nhỏ, giá 35.000 đồng 1 kg, táo Queen Bơ giá chỉ 15.000 đồng 1 kg, táo đá 10.000 đồng 1 kg. Tương tự, các loại nho đỏ, nho xanh, nho kẹo cũng phủ sóng khắp các chợ, giá chỉ từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng 1 kg. Dịp này, nho sữa Trung Quốc cũng về ồ ạt, từ mức 120.000 đến 180.000 đồng 1 kg, giảm còn 80 đến 100.000 đồng 1 kg. Đáng chú ý, trên thị trường nhiều loại trái cây nhập khẩu được giao bán với mức giá rẻ như rau, như lựu Tunisia từ mức 70.000 đến 100.000 đồng 1 kg, nay giảm xuống chỉ còn 30 đến 55.000 đồng 1 kg. Lựu Trung Quốc tại chợ giá chỉ 8.000 đến 10.000 đồng 1 kg, quýt Thái 12.000 đồng 1 kg, quýt Ôn Châu Trung Quốc 20.000 đồng 1 kg.